Sau khi đầu mùa giải thứ hai đầy khó khăn, Mikel Arteta dường như đang dần ổn định công việc tại Arsenal. Lúc này họ đang có kết quả vô cùng khả quan. Những tài năng trẻ từ học viện như Bukayo Saka, Emile Smith Rowe đã nhanh chóng phát triển thành những ngôi sao. Ngược lại, Pierre-Emerick Aubameyang hay Nicolas Pepe dường như càng ngày càng mờ nhạt. Ngoài sự mát tay trong việc dùng các cầu thủ từ học viện, Mikel Arteta cũng đang cho thấy mình là một chuyên gia trong việc chiêu mộ cầu thủ. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã có 14 hợp đồng với đội 1 trong vòng 2 năm đầu tiên với tư cách là huấn luyện viên trưởng. Nhiều người trong số đó có thể xem là chưa đạt yêu cầu, nhưng chắc chắn có nhiều cầu thủ đã được xem là thành công. Thomas Partey. Tháng 10 năm ngoái, Thomas Partey khiến tất cả các Gunners vỡ òa khi đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal. Lúc bấy giờ, Arsenal đã phải thanh toán cho Atletico Madrid 50 triệu euro cùng với những sự cạnh tranh gắt gao để có thể sở hữu thành công chữ ký của tiền vệ người Ghana. Tiếng tăm của Thomas Partey lúc bấy giờ là vô cùng nổi trội. Anh được xem như một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất thế giới. Thomas Partey đã có khởi đầu ấn tượng cùng Arsenal, nổi bật trong số đó là trận thắng 1-0 trước Manchester United. Sau, tiền vệ 28 tuổi sau đó lại liên tục vật lộn với những chấn thương khác nhau. Tổng cộng, Thomas Partey chỉ có 18 lần đá chính cùng bóng vàng 2 kiến tạo ở mùa giải năm ngoái cùng Arsenal. Đó là những con số chưa thể thuyết phục được nhiều người. Nhưng có một sự thật, có Thomas Partey, tuyến giữa của Arsenal trở nên lợi hại hơn với những đường truyền, những pha bóng thoát pressing đầy mạnh mẽ. Thomas Partey ở mùa giải năm nay đã thi đấu đều đặn hơn. Anh đang là một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trong đội hình của pháo thủ. Chắc chắn, kinh nghiệm và những phẩm chất vốn có của Thomas Partey sẽ còn giúp cho Arsenal vươn cao và nâng tầm những người đồng đội trẻ xung quanh. Ben White. Ben White là bản hợp đồng kỷ lục khác của Arsenal, được Mikel Arteta chiêu mộ từ Brighton với mức giá 50 triệu bảng, con số kỷ lục dành cho một trung vệ, nên khả năng của Ben White vẫn bị đặt hoài nghi lớn. Và thực tế trong những trận đấu đầu tiên, Ben trắng đã có những màn trình diễn thảm họa. Thế nhưng theo thời gian, cầu thủ 24 tuổi đã khiến tất cả phải im lặng. Càng về sau, Ben White chơi càng hay và trở thành trụ cột không thể thiếu trong trung tâm hàng phòng ngự pháo thủ. Trung vệ mang áo số 4 sở hữu sự điềm tĩnh trong khâu đọc tình huống và đánh chậm. Đặc biệt, kỹ năng chơi chân xuất sắc của Ben White còn giúp Arsenal giải quyết tốt bài toán pressing từ tuyến dưới. Hiện tại, trung vệ đắt giá của Arsenal đã có 16 trận ở Premier League. Người ta đánh giá Ben White chưa tương xứng với mức giá 50 triệu bảng, nhưng sẽ chẳng có huấn luyện viên nào sử dụng cầu thủ không đạt yêu cầu. Và với sự tin tưởng của Mikel Arteta, Arsenal đã có trong tay một trung vệ xuất sắc. Martin Odegaard. Đầu năm nay, Arsenal thiếu đi một khoảng trống nghiêm trọng trong khâu sáng tạo. Câu lạc bộ thành London đã để Mesut Ozil rời đi và không thể tìm thấy cái tên nào thay thế xứng đáng. Song sau đó, Mikel Arteta đã mang về Martin Odegaard dưới dạng cho mượn từ Real Madrid. Tưởng là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn, nhưng cơ hội để tìm về người nào uy thế hơn mình tại Real Madrid là không cao. Vào giai đoạn lượt về mùa giải năm ngoái, Odegaard đã chứng minh được khả năng của mình tại sân Emirates. Dù có chút vấn đề về thế lực, nhưng như vậy là đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Arsenal quyết định chi 30 triệu bảng để mua đứt cầu thủ này. Đây có thể là một thương vụ hời của Mikel Arteta. Sau 16 trận đã qua, chỉ tính riêng ở Premier League, Odegaard đã có 4 bàn thắng cùng một kiến tạo. Tiền vệ người Na Uy có đủ những tố chất mà Arsenal đang tìm kiếm, với khả năng rẽ bóng khéo léo, những đường chọc khe với nhãn quan thượng thừa, cùng với đó là khả năng xuất phạt cực kỳ ấn tượng. Có thể thấy, Odegaard đang dần trở thành một Sami Nasri hay Mesut Ozil thứ hai tại Emirates. Takehiro Tomiyasu. Kỳ chủ nhật hè vừa qua, Arsenal đã khiến tất cả phải bất ngờ khi đẩy đi Hector Bellerin. Sau đó, họ chi mua Takehiro Tomiyasu từ Bologna. Thời điểm đó, New Gunners đã tỏ ra hoài nghi, không biết Arsenal mua hậu vệ người Nhật Bản với mục đích gì. Tomiyasu được xem là hậu vệ vô danh vì chẳng phải trung vệ, cũng chẳng phải hậu vệ phải. Thế nhưng, Tomiyasu sau đó đã khiến tất cả những chỉ trích vô lý nhắm về anh phải im bặt. Hậu vệ người Nhật Bản trở thành một trong cầu thủ có màn trình diễn ổn định nhất của Arsenal từ đầu mùa. Không chiến tốt, phòng ngự chắc chắn cùng với sự đa năng khi có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ phải cũng như trung vệ. Takehiro Tomiyasu nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của các Gunners. Tomiyasu tự nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 9 của Arsenal. Và lúc này, anh đang khiến cho những người hâm mộ Arsenal quên đi nỗi nhớ Bellerin. Với chỉ 17 triệu bảng, Tomiyasu xứng đáng được xem là một trong những món hời của Premier League mùa này. Gabriel Magalhães. Mùa giải năm ngoái, Arsenal từng cạnh tranh rất gay gắt với Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của Gabriel. Trung vệ xuất sắc của Leeds đã gật đầu với bản hợp đồng của với đội chủ sân Emirates. Sau đó, Gabriel Magalhães đã không mất quá nhiều thời gian trở thành một trụ cột trong mùa Arsenal. Trung vệ 24 tuổi là thứ mà Arsenal đang thiếu trong nhiều năm. Gabriel có ưu thế về tốc độ, đi bóng, chuyền bóng tốt và là một thủ lĩnh đích thực nơi hàng phòng ngự. Dù Arsenal đã có một khởi đầu khá bất ổn
Song Gabriel vẫn luôn là một trong cầu thủ có màn trình diễn ổn định và xuất sắc nhất. Mùa giải năm nay, Gabriel kết hợp cùng Ben White thành bộ đôi trung vệ hàng đầu. Cầu thủ người Brazil đã có 15 trận đấu và bỏ túi 2 bàn thắng ở Premier League. Nhìn sự chắc chắn mà Gabriel mang lại, các Gunners mới thấy mức giá 22 triệu bảng mà Arsenal đã trả cho Lin dường như là quá hời. Mikel Arteta đã thực sự tìm thấy cho mình một Tony Adams. Aaron Ramsdale. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Aaron Ramsdale gia nhập Arsenal trong một cơn mưa tranh cãi. Với một điều đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Mikel Arteta chỉ đến 23 triệu bảng cho một thủ môn hai lần xuống hạng. Càng vô lý hơn khi Ramsdale gần như sẽ chỉ là thủ môn số 2 của Arsenal, vì Bellerin vẫn gần như chắc số bắt chính. Thế nhưng, sau khi tận dụng được khoảng thời gian ra sân ít ỏi đầu mùa, Aaron Ramsdale đã chiếm trọn niềm tin lên Mikel Arteta. Kể từ đó cho đến nay, thủ thành 23 tuổi là một trong những cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất và là thủ lĩnh có tiếng nói nhất của Arsenal. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, Ramsdale sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Anh trong thời gian ngắn. Mức giá cùng với niềm tin về 23 triệu bảng của Arsenal có lẽ đã đặt đúng người. Aaron Ramsdale là một trong những thủ môn có tỷ lệ cứu thua tốt nhất giải đấu với 81,3%. Ngoài ra, khả năng phân phối bóng tự tin cùng với tinh thần chiến đấu luôn đạt mức cao nhất đã giúp Ramsdale ghi điểm tuyệt đối trong mắt Arteta. Với Aaron Ramsdale, Mikel Arteta cũng có được bài hợp đồng thành công nhất kể từ khi đảm nhận chức huấn luyện viên trưởng tại Emirates. Nhiều người đã chỉ trích cách tiếp cận của Arteta trong việc xây dựng một Arsenal trẻ trung, đặc biệt hơn khi biết Arsenal là đội chi nhiều tiền nhất ở châu Âu cho các cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Nhưng cho đến hiện tại, Mikel Arteta đang dần hái quả ngọt từ những hạt giống mà ông đã gieo trồng, từ những sao mai mà ông đã thu nhặt. Những cái tên được chiến lược gia Tây Ban Nha mang về đang dần chứng tỏ giá trị mạnh mẽ và trở thành trụ cột trong cách vận hành chiến thuật đội bóng. Thomas Partey, Gabriel Magalhães, Martin Odegaard đều đã khẳng định phẩm chất. Trong khi đó, những Ben White, Tomiyasu, Ramsdale, những cầu thủ từng bị hoài nghi lớn đã khiến tất cả phải im lặng. Có thể thấy vào lúc này, Mikel Arteta đang đi đúng hướng trong việc đưa Arsenal trở lại với vị thế xưa. Tất nhiên, sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa để những gương mặt này thêm trưởng thành, qua đó giúp Arteta cũng như Arsenal sẽ tìm kiếm được một danh hiệu lớn, thứ mà đội chủ sân Emirates đã trống trải và thèm khát bấy lâu nay.